Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, có lẽ không còn cụm từ nào đúng hơn để nhận định về kinh tế Việt Nam ở thời điểm này bằng cụm từ đà phục hồi mạnh mẽ. Có rất nhiều dẫn chứng để chứng minh điều này. Con số dễ thấy nhất nằm chính ở sức mua của nền kinh tế. Tổng cục Thống kê khi công bố số liệu này cũng đã nhận định rằng hoạt động thương mại và dịch vụ phục hồi ở tất cả các ngành và ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, tháng 8 năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng 0,6% so với tháng trước đó và tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra COVID-19. Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống gấp 2,9 lần và dịch vụ du lịch lữ hành gấp 65,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đã tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ 2021 giảm 3,5%. Nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 15,1%, cùng kỳ năm 2021 giảm 5,1%. Khi các điều kiện kinh tế thuận lợi, doanh nghiệp cũng vì thế gia tăng đầu tư sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, trong tháng 8, cả nước có 11.900 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5,4% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 106,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, có 149.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Việc các chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 8 và 8 tháng đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, hứa hẹn tốc độ tăng trưởng GDP của quý 3 năm nay sẽ ở mức cao so với cùng kỳ. Đây là điều đã được chuyên gia cao cấp Cao Viết Sinh nhắc tới khi quý 3 năm 2021, GDP của nền kinh tế giảm 6,02%. Bởi thế, trên nền thấp thì tăng trưởng GDP quý 3 năm nay sẽ ở mức cao. Con số chính xác là bao nhiêu phải đợi một tháng nữa. Tuy nhiên, ngân hàng Standard Chartered đã từng đưa ra dự báo rằng tăng trưởng GDP trong quý 3 năm 2022 của Việt Nam có thể đạt 10,8%. Rất nhiều chuyên gia cũng nhận định việc GDP quý 3 tăng trưởng hai con số là có cơ sở. Chưa có gì chắc chắn về tốc độ tăng trưởng GDP của quý 3, song điều chắc chắn là nền kinh tế sẽ tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ. Có lẽ đó cũng là lý do để Standard Chartered dự báo GDP của Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 6,7% trong năm nay và Ngân hàng Thế giới đã tăng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên tới 7,5% vào đầu tháng 8 năm nay. Dù các dự báo còn khác nhau, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi sự tăng tốc của nền kinh tế.